Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Ngọc đây. Tôi Ngọc cũng như đội ngũ team Kulen chuyên những cái bất động sản ăn theo câu chuyện vành đai 3, đặc biệt là những cái bất động sản trên mặt tiền đường 9A xuyên thẳng vào dự án Vinhome Grand Bắc. Và ngày hôm nay thì tôi Ngọc đang đứng tại mặt tiền đường 9A với độ rộng lên đến 30m và sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái bất động sản gần như cái giá này nó đã tuyệt chủng tại cái mặt tiền đường 9A. Và phía bên tay phải của tôi Ngọc đây thì về cơ bản tái định cư Phước Thiện nó sẽ chia làm bốn hướng chính, đó là Đông Tây Nam Bắc. Và với cái hướng Tây phía bên này thì buổi sáng kinh doanh thì nó cũng khá là sầm uất, cà phê ăn sáng rất là nhộn nhịp. Còn phía bên Đông đây thì cũng rất là nhiều quán xá như cà phê Ami hay là những cái quán dê. Và ngày hôm nay thì tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái lô đất. Đất này thì có bề ngang là 5m và sâu vào là 20m. Và riêng cái lô đất này thì nó rất là đẹp, không bị lỗi phong thủy. Và cái vỉa hè này ước tính của tôi Ngọc phải lên đến 7m. Và với cái bất động sản này thì hiện tại đang được chào bán với cái giá là 11,9 tỷ. Và như anh chị em và các bạn cũng biết rằng những cái câu chuyện đồng bộ về tiện ích cũng như hạ tầng tại dự án Vinhome Grand Bắc, hay là cái câu chuyện hoàn thiện về vành đai 3 2025, vành đai 3 thông xe kỹ thuật 2026, vành đai 3 đưa vào khai thác sử dụng. Và hiện tại đối với lại những cái trục đường 9A này, so với 3 tháng trước đây thì hiện tại mỗi ngày kinh doanh càng nhộn nhịp lên và cái lượng dân về đây xây dựng tại đây rất là nhiều. Và nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến những cái cơ hội đầu tư sinh lời của những cái bất động sản tại mặt tiền đường 9A với cái vùng giá bằng 50% những căn shop house khối đế tại phân khu The Origami thì hãy liên hệ cho Tôn Ngọc và đội ngũ, chúng tôi sẽ tư vấn, cố vấn cũng như hỗ trợ anh chị và các bạn để anh chị và các bạn lựa chọn được những cái sản phẩm như ý. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.